siêu âm tuyệt vời của cặp loa máy PVA SP6 các nhá, một cặp loa khủng nhất hãng PVA SP6, sử dụng hai bát kép bát 40 từ 220 cồn họng 100, một trung 20, một tép kèn. Và một cặp loa siêu khủng, chơi mọi không gian, những vũ trường, phòng trà, quán bar, những anh em đi làm sự kiện, phòng trà, những bác có không gian phòng gia đình từ 40-50 vuông trở lên. Và đây một cặp loa PVA có cái model SP6 hàng Mỹ, nòi made in USA, tải dần hoạt động 1800 Hz, công suất 2000W các bác nhá. Đấy, loa trở kháng 4 ohm, hỗ trợ một cổng ưu trích và hai cổng 6 ly. Những cặp loa bên em tuyển về đều nguyên zin, đẹp xuất sắc hết các bác nhá. Đây là cặp loa PVA SP6 siêu khủng, siêu chất. Vâng, PVA SP6 chiều cao của mã này được thiết kế kích thước khoảng 1m3 trên một chút các bác nhá. Đấy, ngang này khoảng trên 40 này. Đấy, sâu 60. Đây là tay hùng vai sách các bác này. Đấy, thiết kế hai bánh xe phía sau các bác nhá. Đấy, loa thì vừa về buổi chiều ngày hôm qua thôi. Đấy, đây là test thử này. Đấy. Đấy, loa bao nguyên zin hết các bác nhá. Bao nguyên zin, bao đẹp, bao chất các bác nhá. Một cặp loa siêu khủng. Là hai bát 40 kép các bạn này. Từ 220 cô nặng 100 các bạn nhá. Vâng, trên 40. Vâng, cặp loa PVA trước mặt các bác anh em đây có một giá đầu tư trên 40. Bác nào có nhu cầu liên hệ với em nhá. Đấy, quá tuyệt vời cho một cặp loa bãi mì PVA SP6. Đây em mới chỉ đánh mỗi một con đẩy thôi. Đấy, một con đẩy đẩy rẻ các bác nhá. Đấy, đẩy hai kênh. Đấy, không lừng lọc là con này. Đấy, quá tuyệt vời cho những dòng loa Mỹ PVA. Vâng, dính nguyên bản hết, đẹp xuất sắc. Còn trên 40 triệu, con nào có nhu cầu liên hệ bên em theo hai số điện thoại 0974 637 646 hoặc 0983 249 265. Vâng, và địa chỉ của em tại thị trấn Lê Lợi, thành phố Chí Linh, Hải Dương. Gặp anh trong phút này là mừng trong phút này. Và vì vậy chất âm nó cũng là đẳng cấp. Khi chiến tranh còn gây thêm máu lửa thì mong ơn. Vì vậy rất nhiều màu đen. SP2, SP3, SP4, SP5, SP6.